Thùy Nga là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Korea Shop 24 giờ. Nói đến tác dụng phòng và điều trị bệnh của sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn Hàn Quốc thì hẳn là bạn hay rất nhiều người đã được nghe qua. Đây là bài thuốc đã có từ rất nhiều năm và cho đến nay vẫn là bài thuốc đông y giúp phòng và điều trị căn bệnh đột quỵ, cao huyết áp, tim mạch hiệu quả bậc nhất. Chính vì hiệu quả của sản phẩm mà gần đây An Cung Ngư Hoàng Hoàn được rất nhiều những bệnh nhân tìm kiếm và sử dụng. Khi nhu cầu tăng cao thì lại dẫn đến tình trạng làm giả và nhái sản phẩm hàng loạt. Và khi mà bạn sử dụng các sản phẩm kém chất lượng thì không những giúp cho bạn có thể cải thiện được sức khỏe mà nó còn làm cho tình trạng bệnh của bạn xấu đi, thậm chí có thể dẫn tới tử vong. Để giảm thiểu và tránh được việc làm nhái và giả hạn sản phẩm, thì tháng 12 năm 2018, công ty Quang Đông Hàn Quốc đã ra mắt mẫu mới của sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn hộp màu đỏ. Vâng, đây là mẫu mới của chúng ta. Mọi người có thể quan sát bên tay phải của Nga đang để sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn hộp màu đỏ là mẫu mã mới nhất. Còn bên tay trái của Nga là sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn hộp màu đỏ mẫu cũ. Có thể thấy rằng giao diện của hộp sản phẩm có chút thay đổi, đúng không ạ? Bạn có thể nhìn thấy phần giao diện phía trước của hộp sản phẩm mẫu mới đã có những thay đổi về thứ tự màu sắc cho đến cách bố trí những hoa văn ở trên bìa hộp. Sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn Hàn Quốc hộp màu đỏ, mẫu mã sản phẩm là mới nhưng chất lượng thì vẫn y như cũ. Tác dụng của sản phẩm giúp phòng và điều trị căn bệnh đột quỵ, ngăn ngừa tắc mạch máu não và phục hồi hệ thần kinh cho người bị tai biến. Hỗ trợ điều trị cho những người bị huyết áp cao, tim đập nhanh, hô hấp khó hay rối loạn thần kinh thực vật. Sản phẩm còn có tác dụng là hoạt huyết, giúp cho những người bị bệnh đau đầu hay rối loạn tiền đình, thiếu máu não có thể cải thiện được một cách rõ rệt. Ngoài ra, những người mà đang làm việc trong môi trường áp lực căng thẳng, dễ dàng bị stress hay những người đang gặp những biến cố lớn trong cuộc sống thì sản phẩm cũng có thể giúp cho bạn điều trị được những căn bệnh như vừa được kể trên. Tác dụng của sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn Hàn Quốc hộp màu đỏ mẫu mã mới hoàn toàn không có gì thay đổi. Và bây giờ thì Nga sẽ bóc sản phẩm và hướng dẫn bạn sử dụng sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn Hàn Quốc này nhé. Vâng, đây là mẫu mã mới nhất của sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn Hàn Quốc hộp màu đỏ. Bạn có thể dễ dàng nhận thấy là giao diện phía trước vỏ hộp đã được thay đổi rồi đúng không ạ? Phía góc phải của hộp thì vẫn là tên hãng Quang Đông. Thay vì việc tổ yến làm lệch ở phía bên phải của hộp sản phẩm theo mẫu cũ thì sang mẫu mới tổ yến này đã được lệch sang phía bên trái và hình ảnh được đưa lên phần trung tâm hơn. Các chữ ở khu vực phía bên phải của hộp đã được thay đổi màu sắc, màu đen thay so với màu vàng của sản phẩm mẫu cũ. Và đây cũng là tem 7 màu của công ty. Vâng, mọi người có thể nhìn thấy rõ việc đổi màu của tem dưới ánh sáng đúng không ạ? Đấy là hàng chính hãng của công ty ạ. Và phía mặt sau của sản phẩm thì cũng có thay đổi. Thay vì chữ đen của mẫu cũ thì sang mẫu mới, chữ ở phía sau vỏ hộp được chuyển thành màu trắng và góc bên phải vẫn là phần mã vạch. Và bây giờ thì Nga sẽ bóc vào phần bên trong của hộp sản phẩm và hướng dẫn bạn sử dụng nhé. Và trong một hộp như thế này thì sẽ có 10 hộp nhỏ ở bên trong. Hộp ở bên trong thì phần giao diện của vỏ hộp cũng được thay đổi giống với vỏ bên ngoài của hộp to đúng không ạ? Và bây giờ Nga sẽ bóc ở phía bên trong của hộp nhỏ. Và
Và bên trong hộp thì sẽ có một hộp màu trắng như thế này. Đây là logo hình con rùa và hàng chữ xung quanh thì rất là sắc nét đúng không ạ? Trong mỗi một hộp này thì chứa một viên an cung ngư hoàng hoàn. Vâng, đây là viên thuốc của chúng ta có màu vàng. Khi chúng ta cầm vào viên thuốc thì thấy nó rất chắc tay. Và cách sử dụng như sau. Đối với những người đang bị tai biến thì chúng ta dùng đủ liệu trình từ 5 cho đến 6 hộp. Hai hộp đầu tiên thì mỗi ngày chúng ta uống một viên. Sang hộp thứ 3 thì cách 2 ngày chúng ta uống một viên. Và 3 hộp còn lại thì cách 5 ngày chúng ta uống một viên. Và đối với những người mà chớm bị tai biến nhẹ, vâng, chớm bị tai biến thôi ạ, hay bạn cảm thấy cơ thể mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt thì bạn có thể sử dụng một viên và một tháng chúng ta tối đa dùng 2 viên an cung ngư hoàng hoàn thôi ạ. Vâng, sản phẩm sẽ rất thích hợp cho những người ở độ tuổi từ 30 tuổi trở lên. Và khi bạn sử dụng sản phẩm thì bạn có thể nhai trực tiếp, sau đó uống với nước ấm. Và đặc biệt là nên dùng vào buổi sáng và đầu giờ chiều, tuyệt đối bạn không nên sử dụng vào buổi tối. Và phụ nữ có thai, đang cho con bú thì cũng không nên sử dụng sản phẩm này. Thêm một lưu ý, trong quá trình chúng ta sử dụng sản phẩm để điều trị bệnh thì bạn cũng nên cân đối chế độ ăn uống và thể dục thể thao hợp lý. Tránh ăn các thức ăn quá cay, quá nóng hay những thức ăn mà chứa nhiều cholesterol. Bởi chính cholesterol là thành phần gây lên tắc mạch máu và xơ vữa động mạch, dẫn đến tai biến mạch máu não. Vâng, vừa xong thì Nga đã chia sẻ giới thiệu đến bạn mẫu mã mới nhất của sản phẩm an cung ngư hoàng hoàn Hàn Quốc và cách sử dụng sao cho hiệu quả nhất đối với sản phẩm này. Và đây là một trong những sản phẩm mà Nga nghĩ rằng bạn nên quan tâm khi mà đang gặp các vấn đề về sức khỏe mà bạn không mong muốn, thì sản phẩm này có thể giải quyết được cho bạn những căn bệnh mà Nga vừa kể trên. Nga tin chắc rằng nó sẽ là giải pháp để giúp cho bạn có được lại sức khỏe như mình mong muốn. Và với mẫu mã sản phẩm mới như thế này thì cũng sẽ giúp cho bạn có thể tránh được việc mua phải hàng kém chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe. Và tại Korea Shop là một trong những địa chỉ mà từ trước tới nay khi chúng tôi trao các sản phẩm tới cho khách hàng đều có một cam kết với tiêu chí chất lượng là uy tín. Nên tất cả các sản phẩm của Korea Shop đều là sản phẩm chính hãng của công ty. Và để biết thêm thông tin chi tiết thì bạn có thể truy cập trực tiếp vào website của Korea Shop 24 giờ mà Nga đã để sẵn đường link trong phần mô tả dưới video này. Hoặc bạn có thể gọi trực tiếp tới số điện thoại hotline 0979 149 256. Chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp và hỗ trợ bạn đặt hàng cách nhanh nhất. Hãy gọi điện ngay cho chúng tôi sau khi xem xong video này. Cảm ơn bạn đã lắng nghe video. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.